Hello xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người lại đến với clip tiếp theo của đội 98gaming à, thì các bạn ạ trên kênh của mình mình đã thông báo cho tất cả các bạn từ trước đến nay rồi thì à, mỗi một uh, lần uh, nhà phát hành cập nhật event tức là hai tuần sau 2 tuần là nhà phát hành sẽ cập nhật event một lần thì uh, trên kênh của đội 98gaming là cứ một mỗi event mỗi một event ra thì mình sẽ có một uh, clip đó là tặng uh, code in game 20 thỏi vàng cho mọi người mã cốt này sẽ là mã cốt tuần nhá cứ hai tuần cứ mỗi một lần bản cập nhật thì chúng ta sẽ nhận được một mã cốt này từ kênh của mình không biết là các bạn đã làm những cái gì chỉ cần những các bạn đã là thành viên đăng ký kênh của đậu 98 tám minh và các bạn bấm like chia sẻ và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh cái nút đăng ký ấy để mỗi lần nhận mỗi lần mình ra clip các bạn sẽ nhận thông báo ấy thì các bạn comment mỗi một clip các bạn cứ comment đều ở bên dưới tên nhân vật của các bạn thì uh, sau đó thì mình sẽ tìm ra một bạn may mắn để trúng thưởng nhận cái mã cốt 20 thỏi vàng nhé mã cốt này là mã cốt in game nha các bạn tức là mình sẽ tặng quà trực tiếp cho các bạn với trị giá là 20 thỏi vàng Đấy, để gọi tri ân các bạn sau mỗi bản cập nhật các bạn nhé rồi thì hôm nay thì mình làm clip này là để tặng cho mọi người một uh, mã quà trị giá 20 thỏi vàng thì bây giờ mình sẽ vào nhận quà thỏi vàng nhé thì cái điểm chắc là bạn nào cũng xem kênh của mình cũng thích nhất những cái giai đạn tặng quà này đúng không nhưng mà các bạn cũng như mỗi lần tặng quà xong thì các bạn lại khá buồn vì có thể các bạn cũng chưa phải là người may mắn trúng thưởng đúng không ạ rồi cho nên là các bạn muốn tăng cơ hội trúng thưởng thì các bạn hãy comment nhiệt tình nhiều trên kênh của mình và theo dõi clip thường xuyên để vào comment nhanh nhất bởi vì mình có thể tặng quà bất kỳ trong một cái clip nào đó mình sẽ lồng vào Đấy, cho nên mình sẽ tạo event bất kỳ trong một clip nào đó Nếu như bạn nào mà kiểu không theo dõi đều đặn cái Là các bạn không biết là mình sẽ tạo event lúc nào Để các bạn nhận quà nhận thưởng để tham, tham gia bây giờ các bạn không có mình tên nhân vật ở bên dưới ấy, thì mình quay không trúng thưởng các bạn được cho nên các bạn không được nhận thưởng đâu nha các bạn nhá cho nên các bạn phải xem clip thường xuyên và con mình ở bên dưới đều đặn tên nhân vật của các bạn thì mới tăng cơ hội tỷ lệ trúng thưởng càng cao nhá rồi bây giờ mình sẽ nhận cái quà ngày hôm nay trước quà ngày hôm nay sẽ là bốc thăm mỏ neo phép thuật thì cái này thì mình đã mở được hết rồi hầu bốc thăm này thì mình mở hầu như tất cả các đồ quan trọng rồi không có cái gì nữa cả cho nên là mở tầm này nó chỉ lấy vui thôi tầm này bây giờ mình lời à, dép xỏ thì bây giờ đây, đây là phần quà thỏi vàng mình nhận cho các bạn để tặng quà cho các bạn đây 45 thỏi vàng thì không biết là cái số lượng uh, thỏi vàng mình còn dư thì có đủ tặng cho các bạn không nhỉ À 49 thỏi vàng Suýt được 50 anh, bạn chưa em chưa thấy anh nói ạ có sao anh chưa thấy em, anh nói là sao Hai em Hai em Rồi Mày quá, mày là không lát, nó mà lát không chat được thì hơi phí các bạn ạ à. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay sang một cái trang để quay trúng thưởng trực tiếp cho các bạn nhé đấy quay chung tử cho các bạn trực tiếp comment youtube đấy, các bạn chờ mình một tí ạ để mình uh, lấy cái uh, quay trực tiếp cho các bạn đã đấy đây là mình quay trực tiếp cho các bạn tìm ra người may mắn nha các bạn nhé đấy bạn nào mà không trúng thưởng thì các bạn hãy may mắn lần sau bởi vì cứ hai tuần là các bạn sẽ có một event và đừng quên là chúng ta cứ một clip nào mà đạt mốc 50k view trong vòng một tháng trên 50k view trong vòng một tháng thì sau một tháng đấy mình sẽ tổng hợp lại những bạn nào comment ở dưới những clip đấy đều được tham gia nhận thưởng hết nhé các bạn nhé rồi nhưng mà <laughs> bây giờ mình sẽ quay sang trang web cho các bạn quay trúng thưởng ha đấy. để cho là một, một tính công bằng không thiên vị ai thì mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem luôn đó đây là hình thức quay trực tiếp và đây mình sẽ cho các bạn xem đây chính là cái clip mình đã tạo event cho các bạn đúng không các bạn đây các bạn nhìn thật kỹ nha đó thì mình sẽ kéo cho các bạn xem đây đây là 47 comment của các bạn ở bên dưới nhá các bạn nên nhớ những comment nào mà mang tính spam tức là các comment quá hai từ hai lần trở lên ba lần đi hai lần thì không sao nhưng mà các bạn mà comment từ ba lần trở lên mình sẽ tính là spam mình sẽ như bạn đấy quay trúng thưởng mình sẽ không chấp nhận không chấp nhận kết quả nha các bạn nhá như vậy là chơi dơ các bạn comment thường xuyên đều đạn vào đấy mình sẽ tìm một clip bất kỳ clip này chính là clip mình tạo event cho các bạn bây giờ mình sẽ quay lấy comment từ clip này quay random bạn nào mà không trúng thưởng thì <laughs> các bạn đừng có buồn bởi vì chúng ta còn sự kiện rất là dài đấy. một tháng có tận hai lần cơ hội để các bạn nhận cơ đó à, sao không nhận được ta rồi bây giờ sẽ là vòng quay trúng thưởng ai sẽ là người may mắn trúng thưởng ấy? vâng bạn đầu tiên chính là bạn vương thanh đấy, tên nhân vật sẽ là vương mê tín mình sẽ để tên nhân vật của bạn đấy ở bên đây đấy. rồi thì bạn đây vương thanh đúng không vương mê tín rồi rồi và mình sẽ lấy thêm những cái bạn mang món quà về tinh thần mặc dù các bạn không nhận thổi, thổi vàng nhưng mà những món quà mang tính chất tinh thần như các bạn rồi, à, để cho các bạn cố gắng vào lần sau các bạn sẽ may mắn hơn đúng không mình sẽ quay một lượt nữa nha vương thanh rồi này rồi việt nhưng mà bạn việt này không có mình tên nhân vật thì mình xin phép đổi người khác à, sóc sợ sâu 16 tuổi vàng nhưng mà rất tiếc là em là ở lượt sau cho nên là em có nhận thì anh sẽ tặng cho em những cái phần quà gọi mang tính chất tinh thần thôi Đấy. sóc sợ sâu đúng không rồi một bạn nữa nè mình sẽ lấy ba bạn em đăng ký rồi bạn huy man city đấy ba bạn thì ba uh, bạn này sẽ tương ứng tỷ lệ bạn đầu tiên trúng thưởng sẽ là bạn nhận quà bằng thỏi vàng bạn thứ hai trúng thưởng sẽ nhận quà bằng kim cương và bạn thứ ba trúng thưởng sẽ nhận quà bằng tiền sao các bạn nhé đấy mình sẽ lấy vòng quay may mắn trúng thưởng bây giờ mình sẽ quay về game đấy, rồi ok bây giờ sẽ là phần trao quà trúng thưởng cho tất cả các bạn đấy, chúc mừng các bạn đã những bạn đã trúng thưởng nha Bạn đầu tiên sẽ là bạn Vương Mê Tín à, Rồi ok Chúc mừng bạn Vương Mê Tín là bạn tên Vương đúng không Bạn này cấp 7 Online cuối một ngày trước Rồi anh sẽ ưu tiên tặng quà em trước nha Quà thỏi vàng 20 đây các bạn nhìn rất kỹ cho mình là món quà đúng 20 thỏi vàng nhé các bạn đúng 20 thỏi vàng thấy chưa rồi 20 thỏi vàng bấm tặng quà này Đấy chúc mừng em chúng cốt in game gọi vàng kênh anh đó trao quà thành công nha các bạn rồi bạn tiếp theo thứ hai là bạn sóc sợ sâu là bạn may mắn trung thưởng tiếp theo rồi ô oh, không tìm thấy nè ô oh, không phải bạn này các bạn này có mình sai tên nhân vật rồi Vậy thôi mình sẽ tìm đến bạn thứ ba mình tặng quà bạn tiền sao nha bạn kia coi như là bạn kim cương lần này thôi để hẹn đợt đợt sau Đấy, thì đợt này quà trúng thưởng thì nó chỉ có ba dạng kim cương tiền sao cái dạng tiền sao này có mỗi con vịt cao su thì các bạn ạ Thế là thôi Thế là gọi là kích lại tinh thần các bạn nhé tặng quà em này, ghi tặng quà em thư thôi chứ bây giờ mà nói là trao trao thưởng thì nó nghe nó cứ buồn cười với cái quà nó hơi nhỏ đúng không các bạn nhưng mà mang tính chất tinh thần cao đây nha bây giờ mình sẽ check lại một lượt cho các bạn xem để các bạn chắc chắn là mình sẽ không lừa đảo không các bạn lại nói mình tặng quà lừa đảo nhá đây là phần thư đã nhận này Còn đây là phần thư đã gửi này các bạn nhìn rất kỹ này Đấy, những phần quà mình thỏi vàng mình tặng rất là nhiều đến dưới này không có lừa đảo bạn nào cả bạn nào chúng event mình cũng tặng đầy đủ hết này bạn thấy chưa Đấy, thỏi vàng cực kỳ nhiều bên dưới này một đống quà tặng thỏi vàng này Đấy, thấy chưa? đống quà tặng thỏi vàng này. chỉ cần các bạn là người trúng thưởng thì các bạn sẽ nhận được hết nha các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Bạn đấy vẫn chưa nhận quà. Bạn nào nhận quà rồi thì bạn đấy sẽ gửi, sẽ hiện cái chữ play giờ là bạn ấy đã, đã nhận quà. Còn những bạn nào chưa nhận quà thì nó vẫn hiện nguyên như này các bạn nhé. Mình tặng vẫn nguyên nguyên chưa bạn ấy chưa nhận đâu nhá. Đấy. Còn đây mình tiện thì mình sẽ nhận quà luôn những cái bạn đã đã yêu quý mình tặng quà cho mình. Ôi trời ơi, tắt luôn ạ. À. Khá là buồn. Mới tặng quà xong cái nó tắt luôn cho mình. Mình chưa kịp cảm ơn những các bạn tặng quà cho mình đúng không? Ngoài ngoài những phần quà mình đi gửi cho các bạn thì cũng rất cảm ơn các bạn rất là nhiều những bạn đã yêu quý mình lại tặng quà ngược lại cho mình. Nghe cũng thấy rất là vui. Rồi, bây giờ vào tham quan một lượt nữa, nhận nốt mấy phần quà của các bạn rồi xem hôm nay nhận kim cương cái gì mình sẽ nhận nốt nha. Là chúng ta sẽ xong cái chủ đề của cái clip này. <laughs> thì không biết là hôm nay các bạn có đi đào dương không nhỉ nhưng bạn nào đào dương và hôm nay đào được ra quần áo thì có thể mình ở bên dưới giúp mình không ạ mình thì mình cũng có thử đi đào dương rồi nhưng hôm nay nhân phẩm mình hơi đen không như mọi hôm mọi hôm chỉ đi vào đào vài phút thôi là sẽ được một đồ nhưng hôm nay đào mãi không được đồ mình chán quá nên mình bỏ luôn Thế là quay ra tặng quà cho các bạn cho nó lẹ không lại hết ngày tặng đúng vào hôm cuối tuần cho các bạn nó vui các bạn vừa có một ngày nghỉ mà vừa có những phần quà để khích lệ tinh thần các bạn biết đâu những bạn nào mà sang tuần mới lại đi học thêm biết nha nhận những phần quà này nghe cũng phải phân khởi nhưng mà học hè thôi mình tầm này thì các bạn đang nghỉ hè rồi thì mình đang nói với các bạn nào nghỉ hè thôi rồi cảm ơn những bạn đã nhận quà mình nhé mình tiện mình sẽ nhận luôn những phần quà các bạn à, cảm ơn kim mây đen cho anh gửi lời cảm ơn em nếu em có xem clip của anh thì cho anh gửi lời cảm ơn nhé kết bạn với em đi anh à em hãy comment tên nhân vật ở bên dưới clip này nhá anh sẽ kết bạn nhé chứ ở đây anh không kết bạn được khi bạn càng những cái tên ký tự đặc biệt anh càng khó gửi là kết bạn bởi vì không có tìm được phải gõ từng chữ bây giờ không biết ký tự đặc biệt các bạn gõ là gì sao mà tặng được đúng không rồi vào nhận quà luôn kim cương ngày hôm nay đi à, xem cái nhân phẩm của mình hôm nay nó có ra cái gì không mỗi ngày phải thử vận may một tí được đúng không ạ thì hôm nay rất thấy rất nhiều bạn đã nhận được cái xe ô tô rồi có nhiều bạn hỏi mình là xe ô tô kem đấy có đi được không các bạn cứ nghĩ xe kem đấy là ke trang trí nhưng mà xe đấy là xe ô tô kem đi được nha các bạn nhá mình mình nhớ không mình thấy nhiều bạn đăng lên này như là con xe đấy tốc độ nó là một à, có ba phẩy mấy hay sao ấy chứ ba chấm hay sao ấy? đi hơi có vẻ hơi chậm có khi con xe kem đấy đổi sang này con xe rùa đi xe rùa kem đi nghe nó có vẻ hợp lý hơn chứ đi như thế thì có vẻ hơi chậm nhỉ nhưng mà xe kem thì không nên đi nhanh Đúng không các bạn? Xe kem không đi nhanh được Bởi vì người ta sẽ đi kem, người ta sẽ đi từ từ để bán kem dần dần cho các bạn <laughs> Nếu mà là đi nhanh thì nó không hợp lý lắm đúng không? Cho nên là như thế cũng hợp nha yeah. Hôm nay không có thẻ bono bono đấy nhở Ôi bốc thăm này 25 kim cương, thôi bốc thẻ này đi Xem hôm nay có hên xui biết đâu ra 120 sao Đừng ra mũ được, tầm này anh Đậu không cần mũ nữa Tầm này anh Đậu không cần mũ đâu Chỉ cần ra su kem cho anh Đậu, đánh Đậu chế tạo ui 80 su kem luôn nhiều nha 80 su kem là nhiều á ui 120 su kem luôn quá nhiều như vậy là quá nhiều rồi các bạn rồi cái này đi xem có hên không chắc mình thay đổi đổi về cái Vin kịp ô lại đít rồi vậy thôi quà thì mình đã tặng rồi thì mình xin phép dừng clip ở đây nha chứ nó chơi game mà đít hoài này mình cũng hơi buồn đấy rồi bye bye mọi người nha